Ơi, bật livestream chưa anh em ơi? Bật rồi à? Richchoi, Vinadu, Megazetz. Có một cơn lốc trên đường cao tốc. Ây, ây, ây. Có chín tên nhóc trên đường cao tốc. Ây, ây, ây. Có một cơn lốc trên đường cao tốc. Ây, ây, ây. Livestream gây sốc trên đường cao tốc. Ây, ây, ây. Như một cơn lốc, có chín tên nhóc cùng lên cao tốc rồi livestream. Tạm đang đứng chặt, cầm dao cầm kiếm, đứng đi dây cách còn một thằng thì quay phim. Yeah, đường này do ba tao mở, cây ở đây do tao trồng. Muốn hành trình không chắc chở, dừng xe nộp phí giao thông. Võ lâm đệ nhất phải cái bang cũng phải nể khi nhìn các cháu đang ăn xin. Cầm đầu đang nặng là cu quang cùng với tám anh em được báo chí đăng tin. Binh khí cầm sẵn ở trên tay, anh em mình sáng nhất đêm này. Ta tên bản lĩnh như người lính sao phải tính khi trong người có thêm một chút mé say. Sáng ngày tu không thể thành chính quả, một quả ngu tu đủ 900 ngày. Phen tu chính là khâu lạc bộ được chuyển nhượng chính cầu thủ hot nhất của năm nay. Lần nào đi qua đây làm ơn xin tí tiền, nếu không hợp tác thì chắc chắn là có phiền. Để bọn anh cáo một khi sôi máu lên cơn, mấy thằng nhóc nào đã tưởng hạng hắn lương sơ. Không phải biu biu, không phải virus, ta đã tìm thấy đệ nhất của lạc stream. Đồ long đao với cả ý thiên kiếm biết trong gian trận ra giữa đường như là phim. Làm giàu không khó có việc nhẹ lương cao, các cháu có cực kiếm tiền mà lại không hề phải mất sức. Giờ bị khô cổ cả một lũ mới hiểu được câu danh ngôn một phút bốc đầu rồi cả đời bốc cướp. Yeah, xuống đây xin đến tiệm, không cho là hơi phiền. Đưa tao ta có quyền, lịch sống ăn chém liền. Chính thanh niên là đại diện tiêu biểu cho câu lạc bộ người hâm mộ quang lê. Anh em mình nắm tay nhau cùng ăn lên bài ca xuân này có không về. Có mê cần lúc trên đường cao tốc. Ây, ây, ây. Có chín tên nhóc trên đường cao tốc. Ây, ây. Có một cần lúc trên đường cao tốc. Ây, ây. Đại xuyên gây sốc trên đường cao tốc. Ây, ây. Anh ơi, anh ơi, dừng xe cho bọn em xin 50 đi anh ơi. Xài quá à. Cho xin 50 đi ông anh ơi. Rồi rồi, cảm ơn ông anh. Chúc ông anh năm mới vui vẻ nhá.